Rồi em chào anh em chào các bác nha Tiếp tục hôm nay thì uh, uh, Vang Mix Ha Shop uh, Lại về tiếp tục phục vụ anh em các bác chơi Tết nha Thì hôm nay em về là một cái con mic Cao cấp nhất của DBotic Đó là DB750 Plus em nha Dòng rồ ha Nó có 650 là rồ Thì con 750 là con rồ Và con này là con VIP nhất à, uh, Nó dành cho em chơi cả sự kiện nha uh, tại nhiều em em nói là con này nó sẽ 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 nó nó nhảy nó độ nhảy nó rất là cao tay mới nó rất là đẹp à, anh em nói gì không biết chỉnh thì nó sẽ hú thì hôm nay em vẫn nhập về à, giới thiệu cho anh em à, để à, test và so sánh à, và coi cách chỉnh của anh em hú như thế nào em sẽ chỉnh nó sẽ không hú cho anh em và con này rất là vip anh em nha à, em sẽ mở cái ra cho anh em cầm cái tay mít thôi nó vip như là xua hay là sensor vậy đây đầu thu thì mình không nói là nó gồm 4 anten à, mà hai màn hình rất là cân đối bốn anten tên thu sống con này thì sống có thể qua tới 2 đến 300m cho anh em nhìn cho sự kiện mà anh em nhé cho nó 2 300m đây là tên và đây là cái tay mít chủ yếu là cái tay mít cho anh em rồi nó đẹp khủng khiếp đây nó rất là rồ Còn anh em thấy không Đấy, đẹp đó à, cái chỗ này nó giống giống của IMG của Đức anh em nha đó đầu thu nó làm hẳn cái cái đầu dày như thế này luôn rất là tuyệt rất là đẹp đó anh em thấy không đó 750 đầu vip vip nhất của DB Cotic nha đó, nếu anh em chơi gia đình thì em khuyên anh em mua là bộ đèn à, bộ đèn đó mình không nói và hôm nay là chơi cái bộ này độ nhảy cao này đầu thu độ nhảy rất là cao thì ngày mai em sẽ test cho anh em để để anh em biết nha đó, để em xem giá cho anh em luôn nè rồi cái bộ này thì nó có giá là 7 triệu 900 ngàn bảy triệu 900 ngàn cho cái bộ 750 à, Và những cái dòng cao cấp này em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái bộ pin à, Bộ pin của DB Công Tích anh em nha Để em chơi cho nó lý tưởng Tại vì anh em biết sao em phải tặng cái này không à, Ví dụ như cái càng cái bộ càng cao cấp này Thì cái độ sống và cái tiếng của nó rất là ổn định Nó không có chập chờn đâu anh em Cho nên nó sẽ hao pin hơn là những cái bộ rẻ tiền của chúng ta À, vì vậy mà chúng ta xài pin ở nhà mình ví dụ như cái con cao 4000 đi, anh em xài khoảng 3 tiếng 5 tiếng nó mới hết pin thì con này nó sẽ tầm khoảng 3 tiếng là maximum 2 đến 3 tiếng nó hết pin. Nhưng mà khi anh em gắn cái bộ pin này vào rồi, cái bộ pin 3300 của DB cái này á thì uh, anh em chơi con kia là khoảng 12 tiếng thì con này ít nhất nó cũng được 8 tiếng anh em nha. Đấy, cho nên phải tặng cái này cho bộ cao cấp à, Thì em trước cái phần trăm mà lời ra để em tặng kèm cho anh em chơi cho nó xứng đáng như cái này ha 7 triệu 900 ngàn cho db 750 và tặng kèm cho anh em là bộ pin à, rồi hôm nay về tiếp tục cho anh em là 450 hay mã nè 3 triệu 500 ngàn anh em nha hai bộ đen bộ này bộ nữa đó 450 tiếng qua em test đó. tay mít rất là dày dặn tiếng rất đậm đà đấy sống rất là ổn định ha cho nên giá của nó là chỉ 3 triệu rưỡi cho gia đình anh em chơi dòng này thì em không có tặng anh em nha rồi và tiếp tục là về hai con vang số D700 nữa anh em nhé, hai con van số D700 nữa phục vụ anh em chơi Tết này. Đó, anh em cần là cái alo em. Rồi ngoài vang số ra em về thêm tiếp tục sub DB của 75 a, KB 75 a một con sub em bán rất là tuyệt vời tại shop tại vì em đi ráp á. À, bây giờ thì em sẽ hướng cho anh em ví dụ như anh em chơi loa thay noi, anh làm em chơi loa FPT à, của anh của Đức nhưng mà anh em mua một con sub kèm theo để anh em chơi á mà nó cao tiền anh em hơi ngán thì em sẽ giới thiệu anh em con súp DB à, KB 750 tiếng rất là hay à, nó có các tầng chỉnh pha tiếng nó rất là đậm đà nó sâu nó mềm em chỉnh được hết nha em nha. em đi đáp nhiều rồi giao cho anh em chơi tuyệt vời rồi ha đó và con đó là 9 triệu 750 ngàn à, 750 ngàn thì giá bên shop em là 9 triệu 7 ha 9 triệu 7 chưa bao gồm phí ship anh em nha chưa bao gồm phí ship đấy à, rồi thì à hôm nay em về tiếp tục cho anh em thêm vàng này. Vàng 350 rồi, V2 và 330 này. Anh em nha. Đây. 330 nè, nguyên thùng này, 350 V2 nguyên một thùng. Con này hai thùng nữa. Hôm qua về một thùng kia là hết rồi, hôm nay về hai thùng con này, hai thùng. Và 350 à, 320 blast này về một thùng này. Đó. Anh em thấy không? Hàng mới về. Rồi đây là K4000, Miro K4000 bán chạy giá bình dân bán chạy nhất shop tại vì nó hai tay mít mà nó có 3 triệu thôi mà anh em mua kèm vang thì giải được trảm được 100 trăm ngàn chỉ còn hai triệu chín thôi mà đã vậy còn bao ship cho anh em nữa đó nó quá bình dân mà chơi nó tiếng nó khá lắm rồi bây giờ anh em nó thì anh em mua một cái micro có dây đi nữa đó. nó cũng không bằng được con này đâu bảo đảm anh em luôn chơi gia đình tuyệt vời rồi à, đẩy nè anh em nha con này là con đẩy nè à, coi kb như các bạn 500 trăm anh em nha đó về thêm là 500 trăm lết này đó. đây 500 lít về nữa nè anh em nha hai con hai chín trăm này năm trăm này đó phục vụ anh em nha đó rồi lo full cao cấp này kbs bảy mươi hai nữa về nói chung là DV em bao la đó, anh em thấy DV không DV 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 DB, db luôn đó trên kia để trên kho thùng nè đó anh em thấy không rồi, đây, đây nè bách đèn nữa nè về thêm đây đó đây là ghi nét chắc hôm mai em tranh thủ sẽ lên cái bộ gia đình ghi cho anh em chơi nha À, rất là giá rất là hợp lý ha anh em nha đó rồi thì à, à, về à, vang mic thì bên shop em tết không có thiếu hàng để à, cung cấp cho anh em chơi nha đó à, đấy, rất là nhiều luôn anh em đây một đống này luôn ha nâng tiếng đầy đủ hết à, vàng của guinness đây anh em nha cũng bán à, hết à, hết hai à, bộ rồi ha hai bộ của à, Uh, Vang Guinness và Miss Guinness đây. Đây, đây. Bỏ đến đây nè. Nè. Đó. Giá rất là ok của Guinness à, Con Vang uh, Guinness 7 uh, này, thấy không? vàng đèn quá ok rồi Con 735 này có 2 triệu 6 ha. 2 triệu 6 này. Còn con Miro này có 2 triệu 7 à, Mà U182 này có 2 triệu 7 thôi Giá rất là hợp lý Anh em lấy cả cặp thì giảm thêm được 200 ngàn à, Cho cả cặp này tay mít nè rất đẹp nói chung là giá em kiếm những cái sản phẩm hay bình dân chất lượng cao bảo hành dài cho anh em chơi ha rồi em chào anh em nhé anh em yêu cái lô cho em có màn hình này em đang ra để em xét này mà giao cho anh khách ở bình dương này ha mà mai giao cho mình khách ở bình dương ha rồi em kính chào anh em nha anh em nào có nhu cầu mua karaoke gia đình tết thì hãy alo ngay cho em nha không thiếu hàng phục vụ anh em hàng công ty chính hãng hết à, chơi bao la thoải mái anh em nha dạ em xin chào